Đây chắc sáng này rất là nhiều máy luôn nha anh em. Thì cụ ba cũng còn đậu trên bờ kênh này. Rồi cháy gió anh em ơi. Kìa lây dai á, sáng còn thiếu, chưa có chơi mà dạng hết công sức đó. Cô này xích nó dài nhất cơ luôn rồi đó, bự nhất luôn. Xích nó 58 mà 5 tắt 75 gì đó anh em. Khó dữ. Hàm siêu to, con này chạy cặp bánh chính nha. Có một số anh em này nói con 100 này chạy nhanh nhất nha. Chưa chắc đâu nha, nếu mà 93 triệu binh là 100 này không có giá. Tốc độ mà như dạng như mà xài đồ zin thì cũng con này cũng chưa ăn dạng 93 đâu, 93 tốc độ nó nhanh lắm anh em. Có anh nói với mình 55 phút là có thể chạy được 10 công đất. Nên chắc đúng rồi đất nhà đó. Có anh bảo anh về anh chạy 93 anh mới mua về anh chạy nó là canh giờ là nằm bự đứng nha. Và 55 phút là được 10 công rồi. 100 này thì cũng vô đó cả đó anh em ơi. Không có hơn 93 đâu. Tại vì cái hàm nó to thì nó có to nhưng mà tốc độ riêng nó rất là chậm. Con này chạy cái bánh chính này nó chạy cũng hơi giọt mà cái này cũng chưa có chơi hết công sức nha. Chạy dạt bên kia con 70. Đây cái này có chuyện là tại ba con đang cắt nè. Vẽ thì nhìn mới với hai cái bồn mình, cái bồn làm siêu bự không, cái mùi đã chưa, mùi hấp chủng ở dưới à, vừa đụng cái đầu nó đụng đầu thì tới luôn á, cái bồn siêu to. Bây giờ nó hơi dạo người sáng chạy lây ra đâu ra được chơi. Đây qua cua. Đồng này mình cũng mới lần đầu mình cũng chưa dành gì cái chỗ này mà kêu sao ha, thì biết cái này là chỗ chợ voi, mình chạy qua đây chợ núi voi đó anh em, chạy qua đây bên bán ký rồi đó. Này cũng còn cái này chắc chỉnh biên An Giang này qua Chi Tôn chung rồi anh em ơi, nói tới những chung, những chung thì cũng biết này chạy lây ra chơi không? Rồi, chạy giờ nãy nãy giờ chạy giữa chạy rất là nhiều đường anh em ơi. Con này gọi cũng như là vua, vua có mấy cách, tại vì nó bự nhất rồi. Ở Việt Nam mình thì nó bự nhất, thì mình có là mình coi một số kênh quay cũng ấy nè, có cái kênh ngoài kia nói có máy răng đe, rồi có một cái anh bạn cũng là khán giả ha, anh cũng coi anh nói gì anh quay em cái máy răng đe coi đi, thì ở Việt Nam mình chưa có máy răng đe nha mọi người, cái máy cắt răng đe ở Việt Nam mình không có xài đâu, tại vì cái dạng của nó là dạng máy bự, có thì máy cắt đe là có đó, mà ở nước ngoài nó không phải như mấy con máy cắt Việt mình, nó không biết chế cho người Việt mình xài. Còn anh bạn quay kênh quay nói thì đúng mà anh nói có máy cắt răng đe thì có thiệt, nhưng mà ở Việt Nam thì chắc quay không có nó đâu. Có máy cắt răng đe anh em qua mấy kênh lớn bên nước ngoài rồi có mấy chiếc máy đó, thì người ta chỉ làm cho dạng như nông trường ở đó thì nó như dạng thu hoạch lúa mì rồi đó, chạy bánh xe mà không chạy xích đâu. Hàm nó rất là to, không có dân hứng luôn. Cái chiếc đó đâu cần dân hứng. Chiếc đó là chạy vừa khoan luôn đó anh em ơi. Mấy chiếc đó là nó cải tiến bên châu Âu nhiều. Bên châu Á mình thì chưa có đâu.
Đại Núi Voi đi. Này chắc Vịnh Biên nha, Vịnh Biên An Giang. Rồi, xong lẻ năm còn một cái đường nữa là xong các bạn ơi. Tám và con này cũng như chung dòng máu nè, 680 một con dân ma IH 850 với AV82 cùng chung cảnh với các cùng chung chỗ với 100 lẻ nè. Này con A đời sới này chưa biết chạy. Vô rã con. Đây, dây đường nó xong. Chạy được mau luôn á. Đây, mới kéo anh em. Này giờ chạy động cơ của ta đi theo 100 lẻ. Siêu chở, đồng này không có mấy bự, mấy cũng gì vừa. Sao tắt máy vậy? Ờ, bao bờ. Tắt máy gì vậy? Đang xào bệnh hết điện, điếu điện thì chạy ngồi đi sạc, chứ không điện. Lên ngồi chạy cho nó đi. Lập chạy đi. Chạy không? Chạy rồi. À, có con 60 nữa kìa mọi người. Và đây. Một bọt cũng cao quá ha. Đó, tài xế doanh nghiệp con tài gì ha. Ở đây có hai chiếc tài xế mới, những chút mình quay các bạn coi. Mày dắt 2007 anh em ơi. 2007 hồi kia. Mày chắc tối với luộn luôn ha. Chúng ta chạy hơi ấm hiểm.